Dù sao thì tôi cũng có chuẩn bị một khoản bù lỗ cho cô á. Cô cũng mất nhiều thời gian trong bản hợp đồng này rồi. Này là anh bố thí tôi hả? Ý anh nói á là tôi vừa làm sai hợp đồng, vừa nhận tiền của anh đúng không? Cô biết tánh tôi mà, tôi đâu có ý đó. Tôi không nhận tiền bố thí của anh. Từ nay về sau gặp tôi ngoài đường coi như không quen biết. Cuối tháng 11 con phải tổ chức hôn lễ với con bé Liên. Nếu mà mẹ cứ ép con vậy con sẽ đi liền bây giờ. Con đợi con đi đi. Bác ơi, nếu mà anh không thích bác đừng có ép. Ép anh đi thiệt á bác. Trời ơi sao con khờ quá. Bác làm mẹ con với nó 35 năm rồi, bác làm nó quá à. Nó đi đâu từ sáng đến tối nó cũng phải lết về, nó leo lên cái giường và nó ôm cái gối ghiền của nó. Chưa đến một tuần nha là con phải lết xác con về đây rồi. Con không lết xác con về, mẹ đi đầu cho nó cho con coi. Mẹ thách con đó. Con sẽ ra ngoài sống tự lập, không cần mẹ nữa. Anh không cưới em muốn ra đi. Ê ê, đi đường có gì vậy? Mẹ đi, bà Thím này đi đường có gì kỳ vậy? Cam của tôi hư hết rồi, đền tiền cho tôi đi. Nè, ăn dạ ai thì ăn dạ, đi kiếm mấy người giàu mà ăn dạ. Ăn dạ cái đứa nghèo như tôi làm gì? Lỗi của bà, tôi đang chạy bà băng qua đường chi vậy? Lỗi của tôi hả? Nè ông nội, tôi thấy ông chạy từ xa xa nha. Ông thấy tôi thì ông phải giảm tốc độ chứ. Đằng này còn cố tình lao đụng chúng tôi đúng không? Đúng không? Không có nói nhiều. Bây giờ có tiền đền, không có tiền thì đền cái khác. Đền muốn đó. Biết đây là ai không mày? Đây là vợ sắp cưới của tao. Biết. Em sao vậy? Sao cứ cực khổ vậy hoài vậy? Anh đã nói rồi, về làm vợ của anh có phải sướng hơn không? Sao mà anh có một chiêu cũ rích mà xài hoài vậy? Gì mà xui dữ vậy? Trời ơi, còn cái gì xui xẻo nữa không? Ban xuống cho tôi luôn đi. Dạ anh ơi, tiền cọc 3 ngày cho phòng khách sạn đã hết. Nếu mà anh muốn ở tiếp, anh vui lòng đóng cọc tiếp cho 3 ngày ạ. Anh cũng sắp đi du lịch Đà Lạt với bạn rồi, cho nên bữa nay cho anh trả phòng đi. Dạ, vậy anh vui lòng thanh toán giúp em tiền phòng hôm nay 800 ngàn ạ. 800 ngàn hả? Dạ.